Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới và tuần mới an bình trong tay chúa mẹ Maria Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam à, Con xin mời cộng đoàn nghe tin giáo hội công giáo ngày 25 tháng 11 Bản tin giáo hội công giáo ngày 25 tháng 11 có những tin chính sau đây Đức Thánh Cha Phan -cô mời gọi các nhân viên y tế cải tổ hệ thống để mọi người đều được chăm sóc y tế Đức Thánh Cha, sự hài hòa giữa bác ái và công lý soi sáng hướng đến sự thật Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Croatia của Pháp vào ngày 5, 15 tháng 12 năm 2024. Đức Hồng Y Parolin chấm dứt leo thang chiến tranh ở Ukraine trước khi không thể cứu vãn. Đức Hồng Y Parolin, Đức Biển Đức Benedicto 16 là bậc thầy về niềm hy vọng của con người và Kitô tô giáo trong thời kỳ đen tối này. Hội hiệp sĩ Manta tặng xe cứu thương cho tòa thánh nhân dịp năm thánh. Chuyên gia công giáo cho biết giới tính không phải là vấn đề thuật ngữ, mà là nhân chủng học đứng đằng sau nó. Tin cuối cùng, xung đột phục vụ tái diễn ở Tổng giáo Phật Sikro Manpa của Ấn Độ đang gặp khó khăn. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên y tế cải tổ hệ thống để mọi người đều được chăm sóc y tế. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024, gặp gỡ các ngư phủ các miền biển của Ý và các nhân viên y tế của các dịch vụ y tế quốc gia ở châu Âu, Đức Thánh Cha nhắc đến sự vất vả của họ và mời gọi sự liên đới. Ngài nhắn nhủ các nhân viên y tế chăm sóc những người rốt cùng để không ai bị loại trừ khỏi hệ thống y tế xã hội, đồng thời Ngài cũng nhắc nhở mọi người nhớ đến sự quảng đại của các nhân viên y tế và quan tâm, tôn trọng họ. Ngõ lời với các tham dự viên hội nghị do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức về các dịch vụ y tế quốc gia ở châu Âu, Đức Thánh Cha suy tư về hai điểm. Quan tâm tôn trọng các nhân viên y tế Đầu tiên, ngài nhắc rằng chúng ta cần quan tâm đến các nhân viên y tế, bởi vì họ cũng cần được hỗ trợ khi công việc căng thẳng mệt mỏi, lo lắng và đau buồn với các bệnh nhân. Đồng thời ngài cũng nhắc họ đừng bỏ bê chính mình mà hãy trở thành những người bảo vệ lẫn nhau. Ngài nói với mọi người rằng điều quan trọng là phải nhận ra sự quản đại của các nhân viên y tế và đáp lại điều này, đảm bảo cho họ sự tôn trọng, quý trọng và giúp đỡ chăm sóc y tế cho những người bị gạt ra khỏi hệ thống y tế xã hội. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh là lòng trắc ẩn đối với những rốt cùng, bởi vì không ai có thể bị gạt ra ngoài lề xã hội đến mức không thể được chăm sóc. Ngài nhắc đến nhiều vị thánh tu sĩ trong nhiều thế kỷ đã thành lập các nhà phúc lợi cho người bệnh và người hành hương và mời gọi các nhân viên y tế hãy làm sinh động các hệ thống y tế từ bên trong cơ cấu, để không ai bị bỏ rơi, xem sứ điệp ngày thế giới bệnh nhân lần thứ ít ít ít, ít y ngày 10 tháng 1 năm 2024. Đừng nản lòng trước khó khăn nhưng hãy đoàn kết. Trước đó, ngỏ lời với các anh chị em ngư phủ đến từ các miền biển của Ý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong tin mừng, các ngư dân thể hiện những thái độ quan trọng, trong khi công việc của các ngư phủ ngày nay là công việc khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh và kiên trì, khi đối mặt với cả những thách thức thông thường và những vấn đề cấp bách mới, chẳng hạn như sự khó khăn trong việc thay đổi các thế hệ, chi phí tiếp tục tăng, bộ máy quan liêu ngột ngạt, không công bằng cạnh tranh từ các công ty đa quốc gia lớn. Tuy nhiên, ngài nhắn nhủ họ đừng nản lòng, trái lại hãy đoàn kết, bởi vì công việc đánh cá đòi cần phải làm việc cùng nhau và sự thành công trong công việc của mỗi người vẫn phụ thuộc vào sự đóng góp của mọi người. Gia đình là thuốc chữa cho cả người khỏe và người bệnh. Cuối cùng, Đức Thánh cha nhắc đến tầm quan trọng của gia đình đối với các ngư phủ cũng như các nhân viên y tế, đến sự hy sinh cũng như sự hỗ trợ của gia đình đối với công việc của họ. Ngài nhắn nhủ họ hãy bảo vệ các mối quan hệ gia đình, cái đó là thuốc cho cả người khỏe mạnh và người đau bệnh. Đức Thánh Cha, sự hài hòa giữa bác ái và công lý soi sáng hướng đến sự thật. Tiếp các các tham dự viên khóa đào tạo về mục vụ, pháp lý của tòa Jota ở Roma vào sáng thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thi hành sứ vụ trong sự hài hòa giữa bác ái và công lý để làm sao cả hai cùng hướng về sự thật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng khóa học giúp mọi người có cơ hội xem xét những thách đố mục vụ, pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đây là một lãnh vực tông đồ rộng lớn, phức tạp và tế nhị, cần phải cống hiến năng lượng và lòng nhiệt thành để thúc đẩy tin mừng về gia đình và sự sống. Đề cập đến chủ đề khóa đào tạo, thừa tác vụ tư pháp và ba cái trong sự thật, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên yêu mến công lý, bác ái và sự thật, đồng thời dẫn thân thực hiện những điều này trong công việc phục vụ các tín hữu cả ba điều này luôn phải đi cùng nhau vì nỡ bỏ qua một trong ba hai điều còn lại sẽ mất đi tính xác thực thật vậy gương mẫu của chúng ta là chúa gieo Kỳ Tô, đấng là sự thật đấng công chính và giàu lòng thương xót ngài nhấn mạnh không thể có bác ái mà không có công lý cũng không thể có công lý mà không có bác ái nhưng phải tránh một công lý lạnh lùng không có lòng thương xót nhưng cũng không thể có một bác ái không có công lý như đức giáo hoàng biển đức giải thích Bác ái phải vượt trên công lý, vì yêu thương là trao ban cho người khác điều thuộc về tôi, nhưng bác ái không thể hiện hữu nớ không có công bằng, là điều buộc tôi phải trao trả cho người khác điều thuộc về họ, điều thuộc về họ căn cứ vào hữu thể và hoạt động của họ. Tôi không thể ban tặng cho người khác điều thuộc về tôi mà trước tiên không trao trả lại cho họ điều thuộc về họ dựa theo công bằng. Đức Thánh Cha nói thêm chính bởi vì yêu thương các tín hữu, những người hoạt động trong lĩnh vực này cần trao dồi tình cảm pháp lý của mình, không thi hành công việc ở mức thủ tục, nhưng nhìn nhận quyền thực sự và phẩm giá của mỗi người trong giáo hội. Ngài nhắn nhủ mọi người đừng lo sợ công lý, theo nghĩa nó có thể làm suy giảm ba cái. Thực tế, nếu xem xét kỹ, chúng ta thấy nỗi lo sợ này đến từ quan niệm sai về công lý, bị cho là đòi hỏi ích kỷ và có thể xung đột. Bản chất của công lý là một điều hoàn toàn khác, đó là một nhân đức vị tha hướng tới thiện ích người khác vì thế các nhân viên của công lý có nhiệm vụ góp phần xác định và bảo vệ các quyền và bổn phận của các tín hữu cũng không thể lo ngại ba cái và lòng thương xót ba cái không làm lu mờ công lý không tương đối hóa các quyền lợi nhân danh tình thương không thể bỏ qua bổn phận công lý mặt khác lòng thương xót không xóa bỏ công lý trái lại thúc đẩy công lý sống một cách tế nhị hơn như hoa trái của lòng trắc ẩn trước đau khổ của người khác sự hài hòa giữa bác ái và công lý được soi sáng trong việc cả hai cùng hướng về sự thật. Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Corsica của Pháp vào ngày 15 tháng 12 năm 2024. Ngày 23 tháng 11 năm 2024, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã thông báo, nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo quyền, Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Aracio, đảo Corsica, vào ngày 15 tháng 12 năm 2024, nhân kết thúc đại hội các tôn giáo phổ biến ở địa Trung Hải. Cùng ngày 23 tháng 11 năm 2024, Vatican cũng công bố logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm, nền của logo hoàn toàn là màu xanh lam, tượng trưng cho biển, phía trên bên trái có các đường thẳng đứng màu xanh dương tượng trưng cho Corsica. Trên đường thẳng cao nhất là hình thánh giá, tượng trưng cho đức tin vào Chúa Kitô và được nối với một đường màu vàng từ trên cao đi xuống, nói đến Chúa Thánh Thần. Bên phải, hàng chữ màu vàng, màu của ánh sáng và của tòa thánh là tiêu đề của chuyến viếng thăm, được viết bằng tiếng Corsica, Papa France in Corsica, và bên dưới, hàng chữ màu trắng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, Zespassa en Faisan Le đi đến đâu chúa Diêu Thi Ân giáng phúc đến đó, CV 10,38. Lời sách tông đồ công vụ được áp dụng cho chuyến viếng thăm, diễn tả sự kiện rằng Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội ở Corsica với tư cách là một mục từ hiện diện giữa dân của Ngài. Ở phía dưới bên trái, là hình ảnh Đức Maria, nữ vương của Corsica, với đôi mắt và đôi tay hướng lên trời trên nền màu xanh lam, đức mẹ như thể đang đắm mình trong biển. ở phía dưới bên phải, màu vàng, ghi ngày viếng thăm của đức thánh cha. chương trình dự kiến. mặc dù giáo phận Arasio chưa có thông tin chi tiết về chương trình của chuyến viếng thăm, đài truyền hình France 3 đưa tin rằng đức thánh cha dự kiến sẽ đến sân bay Napoleon Bonaparte lúc 8 giờ 40 phút sáng và sẽ được tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hoặc thủ tướng Michel Barnier và một phái đoàn bộ trưởng chính thức chào đón. sau đó, các bên dự kiến có một cuộc họp tại nhà ga sân bay. theo đài truyền hình này. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm di tích giếng rửa tội Kitô giáo đầu tiên của nhà thờ chính tòa đầu tiên trên đảo khi trên đường đến trung tâm hội nghị. Tại đây ngài sẽ có bài phát biểu bế mạc tại cuộc họp về tôn giáo phổ biến. Sau lời cầu nguyện ngắn trước bức tượng Đức Mẹ lòng thương xót của thành phố, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục và tu sĩ trên đảo. Sau bữa trưa và nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời lúc 3 giờ 30 phút chiều tại Casson với khoảng 8 không 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 người tham dự. Dự kiến ngài sẽ rời đảo lúc 5 giờ 30 phút chiều để bay 65 phút trở về Roma. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến Corsica. Theo niên giám tòa thánh, khoảng 81% trong số gần 344, 000 cư dân trên đảo Corsica là người công giáo. Đức Hồng Y Parolin, chấm dứt leo thang chiến tranh ở Ukraine trước khi không thể cứu vãn. Phát biểu tại một sự kiện ở Roma hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của tòa thánh về những diễn biến gần đây trong cuộc chiến ở Ukraine bao gồm việc triển khai tên lửa tầm xa và mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn. Quốc vụ khanh tòa thánh nói: "Tôi đồng tình với suy nghĩ và mối quan tâm của Đức Thánh Cha, chúng ta phải dừng ngay bây giờ khi vẫn còn thời gian. Sự leo thang này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, với những hậu quả không ai có thể lường trước được." Khi được hỏi có phải cuộc xung đột lúc này đang ở mức độ nghiêm trọng không, Đức Hồng y nhận xét rằng thật khó nói thời điểm nào thì tồi tệ nhất trong cuộc chiến này, nhưng những diễn biến hiện nay rất đáng lo ngại. Ngài cũng xác nhận tòa thánh tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện trao đổi tù binh và đảm bảo trẻ em Ukraine bị bắt đưa đến Nga được trở về. Mặc dù không có thông tin cập nhật mới về mặt trận này, Đức Hồng Y tái khẳng định quyết tâm của Vatican đối với vấn đề này. Vì đây là vấn đề nhân đạo, nhưng cũng là những bước hướng tới cuộc đàm phán cuối cùng. Liên quan đến việc Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi điều tra xem những gì đang xảy ra ở Gaza với số người người chết vượt quá 44. Không không không, có phải là diệt chủng không? Đức Hồng Y nói đức thánh cha đã bày tỏ lập trường của tòa thánh theo đó những vấn đề này phải được nghiên cứu kỹ vì có những tiêu chuẩn để xác định khái niệm diệt chủng ngay cả về vấn đề bài do thái đức hồng y cũng nhắc lại quan điểm của tòa thánh đã rõ ràng không cần phải xem xét thêm nữa chúng tôi luôn lên án và chúng tôi sẽ tiếp tục lên án điều này chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện đó trong chừng mực chúng tôi quan tâm để thực sự có thể có một sự lên án nghiêm túc và một cuộc đấu tranh nghiêm túc chống lại hiện tượng này ĐH Parolin, Đức Biển Đức 16 là bậc thầy về niềm hy vọng của con người và Kitô giáo trong thời kỳ đen tối này. Phát biểu trong lễ trao giải thưởng Ratzinger năm 2024 cho nhà thần học người Ireland Cyril Oregon và nhà điêu khắc Nhật Bản Esu -Sotu, Đức Hồng y. Parolin nói rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức khuyến khích chúng ta mang lấy bằng đức tin và hy vọng sức nặng khủng khiếp của sự hận thù và sự ác đang hoành hành và đang đè nặng trong thời đại của chúng ta, với một tâm trí rộng mở để tìm kiếm sự thật trong Chúa Kitô. Tiếng nói của niềm hy vọng. Lễ trao giải thưởng được Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Biển Đức 16 tổ chức tại Dinh Tông Tòa vào chiều tối ngày 22 tháng 11 năm 2024. Nhắc đến Đức Cổ Giáo Hoàng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, trong thời kỳ đen tối mà chúng ta đang trải qua, Đức Biển Đức 16 là một bậc thầy, đấng giúp chúng ta nâng tầm nhìn và tái khám phá những nền tảng vững chắc để tiếp tục hướng tới sự hiệp nhất, sự thật, vẻ đẹp, tình yêu. Với lòng can đảm và niềm đam mê, Ngài khuyến khích chúng ta mang lấy trong đức tin và hy vọng sức nặng khủng khiếp của sự hận thù và sự ác đang hoành hành đang đàn áp thời đại của chúng ta và nghiền nát vô số sinh mạng con người xung quanh chúng ta mỗi ngày. Trước ngưỡng cửa của năm thánh, nhắc lại thông điệp Spisavi, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tiếng nói của Đức Biển Đức là một trong những tiếng nói lớn của niềm hy vọng phải đồng hành cùng chúng ta, được dành hoàn toàn cho niềm hy vọng, cho những niềm hy vọng của con người và cho niềm hy vọng Kitô hữu. Sự hòa hợp về tư duy và sự nhạy cảm với Đức Biển Đức 16, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự hòa hợp của hai người được nhận giải thưởng với tư duy, sự nhạy cảm, chính từ nhân bản và Kitô giáo của Đức Joseph Ratzinger, người mà theo phương châm giám mục của ngài là Cooperato Veritatis, cộng tác viên của chân lý, đã cống hiến cả cuộc đời để tạo ra sự thật dưới mọi hình thức, bằng trí thông minh, việc nghiên cứu và giảng dạy, bằng thiên tài và nỗ lực thể hiện nghệ thuật, bằng chứng tá phục vụ con người và giáo hội của ngài. Nhiệm vụ cởi mở tìm kiếm chân lý, theo Đức Hồng Y Parolin, trong những suy tư với tư cách là một nhà thần học cũng như trong huấn quyền với tư cách là một giám mục và giáo hoàng, bao gồm rất nhiều vấn đề và chủ đề, Đức biển Đức 16 chưa bao giờ mất khả năng làm nổi bật mối quan hệ với Thiên Chúa thông qua việc tìm kiếm sự thật. Theo ngài, lý trí con người phải luôn luôn cởi mở, mọi ngành học không được khép kín trong một chủ nghĩa thực chứng không có ích. Và ngay cả khi ngài tin chắc rằng câu trả lời cuối cùng cho những câu hỏi này được tìm thấy trong sự thật được mặc khải nơi Chúa Kitô, thì việc tìm kiếm sự thật này và sự hiểu biết sâu sắc nhất về nó vẫn luôn là một nhiệm vụ rộng mở và đáng ngạc nhiên mà nếu không có nó thì phẩm giá của con người sẽ bị bị suy giảm và con người sẽ mất định hướng. Hội hiệp sĩ Manta tặng xe cứu thương cho tòa thánh nhân dịp năm thánh. Ngày 22 tháng 11, Hội hiệp sĩ Manta đã trao tặng xe cứu thương cho tòa thánh để phục vụ tại bốn đền thờ ở Roma trong năm thánh 2025. Hiện diện tại buổi trao tặng các xe cứu thương được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế khẩn cấp, có tu huynh John Dunla, thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, dẫn đầu phái đoàn của hội, về phía tòa thánh có Đức Hồng Y Fernando Verget Anjaga và Sơ Raphael Petrini. Chủ tịch và Tổng Thư ký Phụ thống Đốc Thành Vatican, cùng với các đại diện bốn đền thờ ở Roma, Thánh Phaero, Đức Bà Cả, Thánh Doan Lateran và Phaolô Ngoại Thành. Thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta nói, những sáng kiến này chỉ nhấn mạnh thêm sức mạnh tổng hợp to lớn với Tòa Thánh và với Đức Thánh Cha Francisco và trên hết, củng cố đặc sủng và sứ vụ của chúng tôi, vốn sẽ luôn phục vụ người nghèo, người thiếu thốn và đức tin. Việc trao tặng xe cứu thương này là một phần trong kế hoạch hoạt động rộng lớn hơn mà Hội Hiệp sĩ Manta đã thực hiện cho năm thánh. Thực vậy, Hội còn cam kết cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hành hương sẽ đến Roma. Thực tế, có hơn hai. không tình nguyện viên, đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, sẽ có mặt tại các trạm sơ cứu do Hội Hiệp sĩ Manta điều hành trong bốn đền thờ ở Roma. Đối với mỗi đền thờ, các tình nguyện viên của Hội sẽ đảm bảo 2 ca một ngày mỗi ca sẽ có một bác sĩ, một y tá và hai nhân viên cứu hộ, với tổng số 32 tình nguyện viên mỗi tuần trong 55 tuần, nghĩa là trong suốt năm thánh, những người sẽ cung cấp hỗ trợ y tế. Trong giai đoạn này, Hội Hiệp sĩ mang ta đặc biệt gần gũi với những người đang phải đau khổ do xung đột và bạo lực, như ở Gaza và Belem, thông qua công việc của các tình nguyện viên và các cơ sở y tế đã có từ trước. Sự giúp đỡ kịp thời của các tình nguyện viên dành cho các nạn nhân lũ lụt ở Valencia, Tây Ban Nha, có ý nghĩa quyết định, và sự gần gũi lâu dài vẫn sẽ rất quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng nhanh chóng như mong muốn. Chuyên gia công giáo cho biết giới tính không phải là vấn đề thuật ngữ mà là nhân chủng học đứng đằng sau nó. Nicolas Zekadenser của ACI Pensa, đối tác của CNA, ngày 21 tháng 11 năm 2024, đã phỏng vấn Mata Rodriguez, một chuyên gia công giáo về ý thức hệ phái tính. Chuyên gia này cho biết thay vì đấu tranh chống lại ý thức hệ phái tính, sứ mệnh của giáo hội công giáo là tìm cách làm cho ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối và đưa ra đối thoại mang tính phê phán. Jodiger cũng chỉ ra rằng nếu giáo hội không đáng tin cậy ngày nay về mặt giới tính, thì không phải vì không có nhiều điều để nói mà vì thiếu những nhà giáo dục biết cách truyền tải thông điệp của mình một cách toàn diện và chính xác. Zodinger được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tròn để đào tạo cho các đại biểu giáo phần về mục vụ chăm sóc gia đình và cuộc sống liên quan đến thách thức mà vấn đề ý thức hệ phái tính gây ra cho Giáo hội Công giáo. Bà có bằng tiến sĩ triết học từ Đại học Giáo hoàng Gregorian và là giáo sư khoa triết học của Đại học Giáo hoàng Athenemina Apollon. Bà cũng là điều phối viên lĩnh vực học thuật của Viện Nghiên cứu Phụ nữ. Zodinger cũng là giám đốc học thuật của khóa học về giới tính tình dục và giáo dục tại Đại học Francisco Xavier hợp tác với Gina Apotlom và là thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc Sống. Sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn. A.C. giáo hội nên chống lại ý thức hệ phái tính như thế nào? Rodiger, tôi không biết mình có thích hẳn từ chiến đấu không? Tôi nghĩ rằng sứ mệnh của giáo hội là trở thành ánh sáng và tìm cách làm cho ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối trở thành ánh sáng có nghĩa là đề xuất toàn bộ sự thật về con người, giáo dục và cũng cảnh cáo và chỉ ra những ý tưởng mâu thuẫn với phẩm giá của con người hoặc không giúp đạt được sự tròn vẹn của con người. Cá nhân tôi muốn thấy chúng ta với tư cách là một giáo hội cống hiến nhiều hơn cho một cuộc đối thoại có khả năng giải quyết nghiêm túc các ý thức hệ của thời đại chúng ta hơn là đưa ra những lời lên án hoàn toàn mà chỉ những người đã suy nghĩ như chúng ta mới hiểu theo dữ kiện mà bà cung cấp. Những người làm công tác mục vụ hoặc có hiểu biết mơ hồ về giáo lý công giáo về chủ đề này hoặc không biết hoặc không hiểu gì cả. Những bước nào phải được thực hiện để đảo ngược tình thế này? Đào tạo, đào tạo, đào tạo. Cần phải đào tạo về nhân chủng học kỹ thô giáo. Theo kinh nghiệm của tôi, những người làm công tác mục vụ không có đủ kiến thức về nó và không có khả năng đề xuất nó trong tất cả vẻ đẹp và chiều sâu của nó. Ngoài ra, cần phải đào tạo về thần học luân lý để họ biết cách phân định các ứng dụng mục vụ phù hợp trong từng trường hợp mà không làm lu mờ sự thật về nhân vị cũng cần phải đào tạo thao phong cách mục vụ biết cách kết nối với thế giới hậu hiện đại và đề xuất về đẹp trường tồn của tin mừng bằng ngôn ngữ mà thế giới ngày nay có thể hiểu được tôi nghĩ rằng nơi giáo hội không đáng tin cậy ngày nay về các vấn đề giới tính thì không phải vì giáo hội không có nhiều điều để nói mà vì thiếu những người đào tạo biết cách truyền tải thông điệp của mình một cách toàn diện và chính xác có một cuộc khủng hoảng trong gia đình trong đó vai trò của nam giới và nữ giới bị nhầm lẫn đây có phải là nguyên nhân chính gây ra sự nhầm lẫn trong giới trẻ về vấn đề giới tính không những yếu tố nào khác thúc đẩy theo hướng này chắc chắn cuộc khủng hoảng về nữ tính và nam tính mà chúng ta đang trải qua có tác động rất mạnh đến những người trẻ tuổi nếu không có những hình mẫu hấp dẫn, sẽ rất khó để thực hiện quá trình xác định giới tính của chính mình. Điều cần thiết ở tuổi vị thành niên. Ngoài ra, còn có cuộc khủng hoảng của chính gia đình, nhiều gia đình bất ổn, không có cha và mẹ. Phương tiện truyền thông, mạng xã hội và phim ảnh chắc chắn cũng có ảnh hưởng, vì chúng nhấn mạnh rất rõ ràng vào một thông điệp duy nhất. Tóm lại. Tôi nghĩ rằng trẻ em ngày nay bị tấn công bởi những ý tưởng khiến chúng bối rối và chúng không có điểm tham chiếu vững chắc nào để hướng dẫn chúng. Bà nói rằng việc biết mọi điều chưa được thực hiện tốt cho đến nay là giải phóng. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa là nó khiến chúng ta thấy được điều gì phụ thuộc vào chúng ta và chúng ta có thể cải thiện diễn ngôn của mình ở đâu để đáng tin cậy hơn. Cá nhân tôi rất lo ngại khi người ta nói rằng nguyên nhân gây ra mọi sự bối rối ở những người trẻ tuổi là từ phương tiện truyền thông xã hội phương tiện truyền thông, luật pháp, bởi vì tất cả những điều đó là đúng, nhưng cũng đúng là có vẻ như điều đó sẽ không thay đổi trong vài năm tới. Nhưng nếu, cùng một lúc chúng ta nhận ra tác động của tất cả các yếu tố bên ngoài này, chúng ta nhận ra rằng với tư cách là một giáo hội, chúng ta không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ. Chúng ta chưa thể đề xuất thông điệp với chiều sâu và vẻ đẹp mà thời đại chúng ta đòi hỏi, thì chúng ta có những thứ phụ thuộc vào chúng ta và cho phép chúng ta hy vọng rằng cảnh quan thực sự có thể được cải thiện. Bà liệt kê một số rủi ro trong lĩnh vực giáo dục. Bà đang ám chỉ điều gì khi nói đến các phương pháp y khoa ít được chứng minh từ quan điểm khoa học. Tôi muốn nói đến các phương pháp điều trị bằng hormone cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng nhiều bác sĩ và nhà tâm lý học đã đưa ra những phản đối nghiêm trọng đối với loại hình thực hành này. Ở các quốc gia khác, họ đang lùi bước nhưng ở Tây Ban Nha, chúng tôi vẫn đang tiến hành các thí nghiệm. Bà tuyên bố rằng không cần thiết phải tuyên chiến với thuật ngữ phái tính, có thể tiếp nhận nó một cách phê phán. Theo giáo huấn của giáo hội, phần nào của môn từ đó được chấp nhận. Vấn đề không phải là thuật ngữ phái tính mà là nhân học mà nó rút ra. Amodit Latita số 56 nơi rằng phá tính và giới tính có thể phân biệt được, nhưng không thể tách rời. Điều tương tự cũng được nói trong văn kiện Mên Nền Phê Man ở số 6 và 11, và Dignitas Infinita một lần nữa khẳng định điều này. Tôi tin rằng xu hướng hợp nhất của huấn quyền trong những năm gần đây là ngừng tuyên chiến với thuật ngữ này và tham gia vào một cuộc đối thoại phê phán với điều mà tôi gọi là các lý thuyết phái tính. Phái tính là sự phát triển hoặc diễn giải văn hóa về giới tính. Phân biệt nó với giới tính là công bằng nhưng không được tách biệt nó khỏi giới tính. Điều gì làm cho thời đại này khác với những thời đại khác về mặt thay đổi văn hóa và khoảng cách giữa các thế hệ khiến cho việc đối thoại về những vấn đề này trở nên khó khăn như vậy? Tôi nghĩ rằng khó khăn nằm ở điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là sự thay đổi của thời đại. Văn hóa luôn thay đổi liên tục, nhưng có những thời điểm trong lịch sử khi sự thay đổi thực sự của thời đại xảy ra. Đó là thời điểm đứt gãy khi thời gian thay đổi lớp da và cần phải có sự thích nghi sâu sắc hơn về ngôn ngữ, quan điểm và tầm nhìn. Tông hiến Veritas Gaudium thừa nhận rằng chúng ta vẫn thiếu nền văn hóa cần thiết để đối diện với cuộc khủng hoảng này. Chúng ta thiếu sự lãnh đạo có khả năng mở ra những con đường mới. Đó là về việc học cách đề xuất vẻ đẹp của Chúa Kitô và của con người trong thế giới hậu hiện đại. Điều này đòi hỏi một lời tiên tri mới. Làm thế nào chúng ta có thể cân bằng giữa việc chào đón những người bị tổn thương bởi ý thức hệ phái tính như người Samatita nhân hầu đã làm, với việc tuyên bố chân lý nhân học về việc tạo ra đàn ông và đàn bà như hình ảnh của Thiên Chúa và những gì tiếp theo từ lời khẳng định này. Trong Chúa dơ không có mâu thuẫn giữa chân lý và lòng ba cái. Cùng một Chúa dơ, Đấng đã tuyên bố bài giảng trên núi và nói rằng ngoại tình bắt đầu từ trái tim, đã nâng đỡ người phụ nữ ngoại tình khẳng định rằng giới tính là một thực tại cấu thành của con người và nó thâm nhuồn vào cơ thể và tâm hồn không mâu thuẫn với sự công nhận rằng bản sắc theo nghĩa tâm lý có tính sinh học tâm lý xã hội và con người có nhiệm vụ tích hợp các yếu tố khác nhau cơ thể tâm lý văn hóa chúng ta có thể nói rằng tôi sinh ra là một người phụ nữ nhưng đồng thời tôi phải trở thành một người phụ nữ quá trình này không hề đơn giản và thậm chí còn không đơn giản như vậy ngày nay Tôi tin rằng chúng ta phải nghiêm túc xem xét trải nghiệm của mỗi người. Nhân chủng học Kitô giáo không phải là một chân lý lý thuyết mà chúng ta phải ném vào mọi người. Nơi chúng ta tin rằng chúng ta được tạo ra tốt đẹp bởi Thiên Chúa, chúng ta biết rằng chân lý nằm trong mỗi chúng ta và chúng ta có thể nhận ra nó trong những khát khao của trái tim mình. Có lẽ nhiệm vụ của người bạn đồng hành Kitô hữu là đồng hành với mọi người như Chúa Giê đã làm với các tông đồ trên đường đến Emmaus giúp họ làm giàu ngữ pháp mà họ dùng để diễn giải câu chuyện của mình. Nếu chúng ta tin rằng chân lý giải phóng chúng ta, thì có lẽ điều chúng ta cần là rất nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu để đồng hành với mọi người để họ ngày càng trở nên chân thực hơn. Xung đột phụng vụ tái diễn ở Tổng giáo phận Siro Malaba của Ấn Độ đang gặp khó khăn. Lễ phong chức linh mục cho tám phó tế bị trì hoãn trong tháng này tại Tổng giáo phận Etnakum thuộc giáo hội Siro Malaba gọi tắt là SMC tại Ấn Độ đã làm nổi bật sự chia rẽ đang tiếp diễn trong tổng giáo phận đang gặp khó khăn, nơi vẫn bị tê liệt bởi cuộc đấu tranh phụng vụ cay đáng nổ ra cách đây 3 năm. Lễ tấn phong, bị hoãn lại từ Giáng sinh năm 2023 vì tranh chấp phụng vụ, diễn ra tại tiểu trung viện của tổng giáo phận vào ngày 4 tháng 11, với hàng chục cảnh sát được điều động bên ngoài. Và trong khi hơn 200 linh mục của tổng giáo phận tham dự, phần lớn trong số họ đã tẩy chay thánh lễ do đức cha Bosco Puthua, quản lý của tổng giáo phận, chủ trì vì phụng vụ mà ngài sử dụng. Bên cạnh tranh chấp phụng vụ này, nhiều giáo sĩ và giáo dân địa phương đã tức giận hơn nữa về việc Đức cha Pu Thua gần đây bổ nhiệm cha Yoshi Pu làm thủ quý của Tổng giáo phận. Cha Pu có 15 vụ án hình sự đang chờ giải quyết bắt nguồn từ nhiệm kỳ trước của ngài với tư cách là viên chức tài chính của Tổng giáo phận. Giáo hội Siroma Laba là một trong ba giáo hội Ấn Độ hiệp thông trọn vẹn với Roma, cùng với giáo hội Công giáo Latin địa phương và giáo hội Siroma Lanka. Giáo hội này có khoảng 5 triệu thành viên, bao gồm hơn 600.000 thành viên tại tổng giáo phận Cung. Vào tháng 8 năm 2021, thượng hội đồng giám mục của SMC đã ra lệnh rằng các linh mục cử hành thánh lễ phải quay về phía bàn thờ sau lời cầu nguyện dân lễ, một quyết định đã gây ra tranh chấp về phụng vụ. Mặc dù các giáo phận SMC khác đã chấp nhận quyết định này, nhưng phần lớn trong số 460 linh mục của tổng giáo phận Snacum đã từ chối tuân theo chỉ thị. Thay vào đó, các ngài vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ như trong các nhà thờ công giáo Latin, nghĩa là quay mặt về phía mọi người trong suốt thời gian diễn ra thánh lễ, như đã được thực hiện trong tổng giáo phận kể từ công đồng Vatican II. Đức cha Pu Thua được Vatican bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của tổng giáo phận sau đơn từ chức nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2023 của Đức tổng giám mục Andrew Starrat cùng với Đức Hồng Y George Alencher, nhà lãnh đạo của giáo hội Siro Malaba, người đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ do tranh cãi về phụng vụ. Mối bất hòa cay đáng dường như đã được giải quyết sau khi hội đồng đưa ra một công thức thỏa hiệp vào tháng 7, yêu cầu các giáo sứ trong tổng giáo phận phải cử hành ít nhất một thánh lễ theo công đồng vào các ngày Chủ nhật và những ngày bắt buộc khác nhưng cho phép các thánh lễ khác tiếp tục với phụng vụ luôn hướng về mọi người. Việc truyền chức cho tám phó tế, vốn đã bị trì hoãn vì ban đầu họ từ chối ký vào bản tuyên bố rằng họ sẽ cử hành thánh lễ theo quyết định công đồng Siro Malaba, đã được chấp thuận sau khi họ ký vào bản tuyên bố sau khi công thức mới được đưa vào nhưng việc các linh mục tẩy chay thánh lễ truyền chức cho thấy hòa bình phụng vụ vẫn chưa đạt được. Lá thư gây ra nhiều tranh cãi hơn. Vào ngày 30 tháng 10, Đức cha Pu Thua đã công bố một lá thư không khoan nhượng cảnh báo về hành động kỷ luật nếu thánh lễ bắt buộc hàng tuần của Thượng Hội đồng không được tổ chức như một thánh lễ giáo sứ theo lịch trình thay vì chỉ là một sự bổ sung. Nó cũng cấm bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố nào chống lại các quyết định chính thức của giáo hội trong thánh lễ, trong các cuộc họp cấp giáo sứ hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội cũng như cấm bất kỳ sự liên kết nào với các nhóm nổi loạn chống lại thẩm quyền của giáo hội địa phương. Và nó khuyên rằng sự trợ giúp của cảnh sát sẽ được sử dụng để bảo đảm việc quản lý có trật tự trong tòa tổng giám mục. Bức thư của Đức Cha được đưa ra sau những cuộc phản đối mạnh mẽ của cả giáo sĩ và giáo dân chống lại các cuộc bổ nhiệm mới của giáo sứ cho tổng đại diện, hiệu trưởng và giám đốc tài chính được công bố vào giữa tháng 10. Các cuộc phản đối chủ yếu tập trung vào việc bổ nhiệm cha Putuva, người đã bị cách chức giám đốc tài chính vào năm 2017 vì liên quan đến các giao dịch đất đai gây tranh cãi dưới thời Alencher dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho Tổng giáo phận. Cha Kuriko Mundan, thư ký hội đồng linh mục Tổng giáo phận, nói với tờ Richter, sự bình yên đang được xây dựng trong Tổng giáo phận sau ngày 3 tháng 7 đã bị phá hỏng khi cha Putuva được tái bổ nhiệm, người đã bị cách chức vào năm 2017 theo yêu cầu của hội đồng linh mục vì vai trò của ngài trong vụ bê bối đất đai đây là một nỗ lực cố ý nhằm kích động các linh mục và giáo dân để đưa chúng tôi vào thế xấu chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối những động thái bất công như vậy cha mundan người dẫn đầu một phái đoàn gồm một chục linh mục cao cấp đã gặp đức cha pu thua sau khi ngài không trả lời đơn thỉnh cầu của giáo sĩ yêu cầu hủy bỏ các cuộc bổ nhiệm mới vào tòa giám mục cảnh sát túc trực tại dinh thự của tổng giám mục ban đầu đã từ chối cho phái đoàn gặp giám mục nhưng sau khi trao đổi với ngài họ đã nhượng bộ theo mundan Cuộc họp ngày 28 tháng 10 đã không diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã bị sốc khi ba viên chức cảnh sát ngồi trong phòng với chúng tôi khi chúng tôi nêu vấn đề nghiêm trọng về các bổ nhiệm mới của tòa giám mục là không thể chấp nhận được và những lo ngại khác, ông nói. Giám mục Bosco không đưa ra bất kỳ bình luận nào, và phản ứng của ngài là thông tư cứng rắn được ban hành hai ngày sau đó. Đó là lý do tại sao các linh mục quyết định không đọc thông tư này trong các giáo sứ. Biểu tình của giáo dân sự phản đối mạnh mẽ cũng được thể hiện trong số các giáo dân tụ tập tại giáo sứ SCT. Joseph ở khu phố Varakan của Kochi vào ngày 3 tháng 11 sau thánh lễ Chủ nhật lúc 6 giờ 30 phút sáng để chứng kiến cảnh công khai đốt lá thư của giám mục. Trong khi nhiều kênh tin tức ghi lại cuộc biểu tình, hàng chục người, bao gồm cả phụ nữ lớn tuổi, đã tiến lên, đốt các bản sao của bức thư và bỏ chúng vào thùng rác đặt trước nhà thờ. Chúng tôi không phải là những kẻ nổi loạn. Chúng tôi muốn công lý được thực thi trong giáo hội một linh mục ô uế không thể tham gia vào việc quản lý giáo hội giáo dân Kuriko Calarica, một người ủy thác của giáo sứ 640 gia đình cho đến khi ông hoàn thành nhiệm kỳ của mình cách đây hai tháng, nói với Richter, bạn có thấy ai ở đây phản đối không? Điều đó cho thấy tâm trạng của giáo sứ Calarica nói, tại vương cung thánh đường SCT, Mary của Tổng giáo phận, hai chục người công giáo khác cũng đã thực hiện một cuộc đốt thông tư tương tự vào cùng ngày, theo thời gian đã được thông báo trước với giới truyền thông. Ryu Kanjokan, phát ngôn nhân của nhóm Anmeya Munem đã kêu gọi đốt bức thư này, trả lời tờ Richter vào ngày 7 tháng 11 rằng, tờ thông tư đã bị đốt tại hơn 200 giáo sứ, và thậm chí không có ai đọc nó tại 10 trong số hơn 320 giáo sứ trong tổng giáo phận. Kanjokan nói thêm, sự đoàn kết của giáo dân với các cuộc biểu tình cho thấy sự tức giận của họ trước những gì đang xảy ra trong tổng giáo phận của chúng tôi. Bảo vệ giám mục Chajako Palakili, vị tổng đại diện mới của tổng giáo phận đã phản bác lại những lời chỉ trích về việc bổ nhiệm giáo sĩ. Lãnh đạo giáo hội đang hành động theo chỉ thị của tòa thánh. Giám mục được tự do bổ nhiệm các thành viên tòa giám mục, ngài nói với Rister, Cha thuva chưa từng bị kết án trong bất kỳ trường hợp nào. Chừng nào ngài chưa bị kết án thì không thể có rào cản nào đối với việc bổ nhiệm ngài vào các vị trí trong giáo hội. Cha Palakili cũng là phó tổng thư ký và phát ngôn viên của hội đồng giám mục Công giáo Kerala, cho biết khi được hỏi về phản ứng của ngài trước những lời đe dọa tẩy chay tòa giám mục và thậm chí là giữ lại tiền quyên góp của giáo sứ, cha Palakili trả lời, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp để lập lại trật tự và giải quyết những thách thức. Cha Anthony Vadakeka, phát ngôn nhân của giáo hội Siromalaba, cũng ủng hộ đức cha Puthua khi được hỏi về việc bổ nhiệm Puthuva. Cha Vadakeka cho biết, theo luật giáo luật, việc bổ nhiệm các viên chức là đặc quyền của giám mục và toàn thể giáo phận phải tuân theo chỉ thị của giám mục nghị sĩ George, chủ tịch Hiệp hội Công giáo Narani, một nhóm ủng hộ lập trường của giáo sĩ về tranh chấp phụng vụ, nói với tờ Rister rằng cần phải có hành động mạnh mẽ để kiểm soát các cuộc biểu tình. Lãnh đạo giáo hội Siro Malaba nên hành động cứng rắn để giải quyết cuộc nổi loạn ở Tổng giáo phận Etnakum, ông nói. Nếu không, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Còn xin cảm ơn Cộng đoàn đã nghe tin giáo hội Công giáo ngày 25 tháng 11. Con xin kính chúc cộng đoàn ngày mới tuần mới an bình trong tay Chúa mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Con xin cộng đoàn hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo.